Em xin chào anh chị và tất cả các nhà đầu tư. Chào mừng anh chị và tất cả các nhà đầu tư đã đến với kênh Nhà Đất Quy Danh. Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2022. Em có đến xã Tân Khánh Đông thuộc thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp để review cho anh chị và tất cả các nhà đầu tư một cái bất động sản để dành mình phân lô mình bán nền ha anh chị ha. Mình lên thông tư phân lô bán nền. Trước khi bắt đầu vào chi tiết của bất động sản ngày hôm nay, xin anh chị và tất cả các nhà đầu tư hãy tặng cho kênh một like để video có thể vượt qua những phần khó khăn và có thể lan tỏa đến nhiều người cùng xem hơn. Rồi, không để chị và tất cả các nhà đầu tư chờ đợi lâu, em xin mời chị và tất cả các nhà đầu tư mình vào chi tiết của bất động sản ngày hôm nay ha. Rồi, thì đây các chị, từ cái vị trí bất động sản ngày hôm nay lên tới chợ ông Quế, đây là cái hướng này ha. Cái này là cái tuyến đường 848 ha chị. Thì như cái hướng em đang quay đây là cái hướng này về Cao Lãnh, từ đây về thành phố Cao Lãnh tầm khoảng 6 km anh chị. Từ đây anh chị, từ đây cái hướng này thì về thành phố Sa Đéc, thì từ đây về chợ Quế trường cấp 1 là tầm 1 km ha, về thành phố Sa Đéc tầm khoảng 6 km, lên tới thành phố Hồ Chí Minh bến xe cảng miền Tây là tầm 160 km đổ lại ha. Rồi thì đây anh chị, đây là cái vị trí đất của mình, từ cái quốc lộ 848 này vô tới đất. Em kéo màn hình lại cho anh chị xem ha. Đây đó là ngay cái góc này ha chị, ngay chỗ của ngón tay em chỉ là đi ngang qua đó, đi ngang qua là đất của mình, nó hình hơi xéo xíu anh chị, là cái ngang của nó, cái đuôi của nó là 35m16 ha. Từ cái hàng cây bên đây mình đi ngang qua tới cái chỗ mà cái bao chiến trắng đó chị, đó cái chỗ nguyên cái hàng anh chị em đang trồng cỏ ha, là 35m16. Rồi mình đi sâu vô cạnh đó, mình cạnh đó mình đi sâu vô là 60m đó anh chị, trên 60m. Rồi bắt đầu mình đi ngang qua là 13m, rồi mình lại đi thẳng vô để em kéo cái đây đó. Thì cái đường ở đó đó ha chị ha, mình đi ngang qua là đất nền đó là nó chỉ hơi xéo xíu thôi. Rồi mình đi ngang qua là nó là 22m đó anh chị. 22m thì nó đi góc xéo cái góc bên đây xíu. Xéo đây xíu. Ở đó có một cái con đường riêng. Con đường để mình đi vô đất riêng ha anh chị. Thì ở đây cũng có một con đường. Ở đây thì mình nữa, ví dụ như bây giờ anh chị nào về mua cái đất này á thì ở đây cũng có con đường để mình vô nè, đường của anh chị em đây nè, của cô chú đây. Thì mình thương lượng với anh chị em mình vô ha. Còn nếu không thì mình đi vòng cái đường kia. Đây để em dẫn anh chị đi một vòng ha, vòng từ cái đường kia vô đất luôn. Rồi. Bây giờ em sẽ cũng như em sẽ chụp hình góc cảnh cũng như hình ảnh của bất động sản ngày hôm nay cho chị và tất cả các nhà đầu tư mình cùng nhau tham gia và tìm hiểu ha. Rồi, em xin mời anh chị cùng em đi vô trong đất ạ. Không đang bắt xe luôn anh. Anh chị thấy cái đường 848 này là cái tuyến quốc lộ ha anh chị ha. Đường này đúng không anh? Đường này đúng không? Đây đây ha chị, đây là đường mình vô luôn ha. Tao mới ôm cả kia giờ đổ máy kìa. Anh chị thấy đây là cái xứ trồng hoa ha anh chị. Đây là cái khu này cũng đang trồng, cũng một trong những cái khu của vườn hoa Sa Đéc ha anh chị. Đây rất là nhiều hoa và cây giống. Thì cái đường mình vô đất hiện thời là đường xe hai bánh ha anh chị, đường ra tới đất.
cầu đây anh chị xem nè, cầu mình đi được này là cầu cả đôi ha anh chị, cầu này đi là đi xe 2,5 tấn ha, do cái đường này hiện thời từ hôm dịch giờ luôn lô bu quá chắc mấy ship chưa có bắt cầu đó anh chị. Đó. Đường này nữa là đi xe 2,5 tấn nha anh chị, chứ không phải là đi xe 2 bánh. Dạ dạ. Đó, vậy là ok, còn đi xe bánh đầu tiên đi xe 2 bánh trước đi. Dạ, thì cái đường này có cầu đó thì nhà nước bắt thì nay mai. Dạ. Nay mai thì đường này sẽ lên đường chắc đường đan hoặc là giữa đó. Rồi đây ha anh chị. Đó, đây. Thì tổng cái diện tích của cái miếng đất mình của ngày hôm nay đó là 2221 m ha anh chị, 2221 m. Thì chủ kêu giá là 2 triệu đồng trên 1 m², là tổng cái diện tích đất của mình đó là 2221 m. Thì cái số tiền mà chủ bán là 4 tỷ 442 triệu, là chủ bao giấy tờ cho anh chị ha. Rồi anh chị nào mà muốn mua thì về gặp chủ, hoặc là gọi trực tiếp cho chủ đất qua số điện thoại. Qua số điện thoại, anh đọc số điện thoại anh luôn đi. (0977) 113 178. Anh sáng ha. Rồi, số điện thoại của con chủ đất là 0977 113 178. Anh sáng ha anh chị ha. Rồi. Rồi, rồi bây giờ em sẽ cập nhật cái hướng của bất động sản ngày hôm nay cho anh chị và tất cả các nhà đầu tư tham gia tham dự tìm hiểu luôn. Thì cái bất động sản mình ở đây thì cái hướng mình là qua cái hướng sông và hướng đường này ha anh chị ha. Hướng này ha. Hướng của mình là hướng tây bắc ha anh chị. Hướng tây bắc. Rồi. Nhưng em nói cái bất động sản này nè, anh bất kỳ anh chị nào về mua miếng đất này ha, là 100% có thể lên được hữu cư. Lên thổ cư được ha, lên thổ cư được 100% nha. Đồng thời là có thể phân lô bán nền được luôn nha anh chị. Tại vì nó từ cái đường đây anh chị thấy không? Đó, đó là cái đường 848 nè anh chị thấy không? Cách đường 848 tầm 50 m thôi. Nhưng mà ở bên đó mình cũng có một cái đường mình đi được luôn nha anh chị. Nhưng mà sợ anh chị là khi mà mua xong á là sợ anh chị ngại khi mà đi qua đi lại đó, tại cái đường đó giống như cái đường của anh em, như mình có thể mình đi được đi bình thường luôn, sợ anh chị ngại cho nên là bên đây có một cái con đường riêng của nhà nước đó anh chị ha, đường này của nhà nước luôn chứ không phải của dân tự làm nha, không phải là đường dân sinh nha anh chị. Nên cái đất này đó là có giá trị, khi anh chị nào về mua thì có thể phân lô rồi tách ra tách thửa ra bán nền được luôn, hoặc là có thể lên thổ cư xây nhà trọ để mình sản xuất mình kinh doanh tất cả các cái ngành nghề luôn ha. Tại vì do nó gần cái quốc lộ nên vận chuyển hàng hóa rồi cũng dễ ha chị ha. Rồi, bất động sản này chỉ có như vậy thôi. Anh chị và tất cả các nhà đầu tư nào quan tâm nhanh tay nhắc máy lên gọi cho ông chủ đất ha, hoặc là gọi cho em. Em sẽ làm cầu để tư vấn và kết nối cho anh chị nào muốn sở hữu bất động sản này. Anh chị nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký để nhận được video sớm nhất, nhanh nhất và chọn cho mình một bất động sản dễ nhất. Em xin hẹn gặp lại anh chị và tất cả các nhà đầu tư vào video sau.